Chào các bạn. Hôm nay mình vừa mới mua cái bong bóng khổng lồ đó các bạn. Đây, hàng này mình đặt trên mạng nha. Hôm nay mình nhận được hàng nè. Hôm nay mình sẽ review cho thử cái bong bóng khổng lồ cái đó như thế nào nha. Nói chung là mình thấy là bong bóng này trong mấy cái mô hình mô tả là chúng ta có thể chui vào trong đây được luôn các bạn. Nói chung là rất là lớn luôn. Nên hôm nay mình sẽ làm clip là chơi thử nè, với lại chui vào trong đây, rồi thử bơm nước vào các kiểu, nói chung là chơi bong bóng khổng lồ nha. Đây, mình sẽ khui ra coi thử coi nó bự như thế nào nha các bạn. Bong bóng này thì nhìn nó khá là dị hợm luôn các bạn ơi. Giống cái vái quá ha. Đây, mình sẽ hổ lên thử nha. Đút vô. Ghê quá à. Thử ơi, thử ơi. Không, cái này nó dày không? Dày giống cái bữa của mình. Dày lắm, cái này chui vô nước được mà. Đúng không? Cái kia cái bữa mình dày hơn. Phải không? Ừ. Bỏ thử cái mượn cỡ nào ha. Nhắm mắt lại nha. Bự dữ má. Con phải cắt cái lỗ bự ra rồi. Chắc vậy quá. Có cái chân rồi đó. Thôi là chân anh nhỏ. Sao chui? Thôi bị mẹ cắt lỗ bự ra. Thấy bà nó chướng cái giò luôn trong đây rồi. Cái giò, cái giò. Cú. Té. Một giò vẫn không được. Rồi cắt ra. Rồi. Rồi chui vô nha. vừa gỡ ra cái nó mỏi mất tiêu rồi, vừa chui vô. Ok, mình sẽ làm lại lần nữa bạn ơi. Thôi vừa thả ra cái bể à, kéo đâu bạn. Ok, giờ bóp từ sau đến đây đi. Rồi, ok. Đó. Vậy đi, để bé cái thương mình tí à. Ok, lộn áo kìa. Vệ sinh vì nghệ thuật các bạn ơi. Ok. Giống cái con gì cầm cái búa quơ quơ cái gì. Giống con cầm búa leo núi nè. Đây là con cầm búa. Rồi bơm xin đến đây, đừng bơm trước. Nóng dùng kiếm. Rồi vô. Búa à, trời quá. Từ nè, là một cái cầu vậy. Đây là to, một phát chí mạng luôn nè. Chưa, chưa tắt rồi, chạy á. Nó từ từ đi, nó từ từ. Rồi được rồi nè, hút này làm cái chiếc. Cho mày lên một tay nữa nè. Mày chưa đủ đâu tí rồi. Nữa rồi. 1, 2, 3 ha. 1, 2, 3. Rồi, gớt mẹ kia ông kia rồi. Gớt cái cây thôi, lấy ra nè, tí. Rồi. Yeah. Cuối cùng cũng chui được rồi. Nhìn giống tù ghê luôn. Rồi, rồi nặt bóp nè. Bóp sau đi, đừng bóp trước. Ờ, bóp cổ đi, rồi, ok. Lấy chịu khó không biết nữa nha. Nó nực ghê luôn á. Wow. Đúng tiếu luôn rồi, bây giờ là sẽ bơm nước vào nha bạn. Ok. Tạo má nước lạnh với má. Nó rất là nặng luôn, mình hết ngồi dậy được rồi bạn ơi. Bắt buộc cái nằm như vậy nè.
nay mình sẽ chơi lại lần nữa bạn ơi. Mình chưa kịp chui cái đầu vô thì nó nổ mất tiêu rồi. Nên giờ mình sẽ bơm nước là nước xong. Nói chung là bây giờ mình sẽ bơm nước vô rồi mình mới chui vô nha. Rồi lên ăn ơi. Thử ra, thử ra. Cắt cái lỗ. Rồi, cắt rồi dưới đi. Có gì trắng đi ghê. Một. Vừa vô cái uống nước. Rồi ok, tiếp theo là mình sẽ thử bơm nước vào. Không có chui vào nữa nha bạn, mình sẽ bơm hết cỡ nó coi nó như thế nào nha. Lần này nữa là hết đấy bạn ơi. Phơi quá, thí nghiệm này là mình lạnh ngắt luôn rồi. Đây nó đã bự lắm rồi bạn ơi. Mình nghĩ là nó sắp nổ rồi. Rất là mát lạnh luôn á. Trời. Ok, mình sẽ chạy thử vô cái tấm bóng này coi nó như thế nào các bạn, coi nó có nổ hay không nha. Nó dẹp luôn. Có ăn kìa. Tấm mưa luôn hả? Tấm mưa luôn rồi. Rồi, uống được rồi luôn rồi. Nước đạn nó mãi luôn kìa. Wow. Mình tưởng đâu là lúc mình nhảy xuống là nó sẽ tưng 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 các bạn, ai ngờ mình nhảy xuống cái nổ luôn à. Muốn xíu luôn. Nói chung là video hôm nay là mình review chơi thử mấy cái quả bong bóng khổng lồ. Hàng này là mình đặt trên Shopee các bạn ơi. Kết quả thật sự là nó chỉ được cái là nó bự thôi chứ nó cũng rất là mỏng nha các bạn. Nói chung là clip này là mình chỉ đem nó ra review và test bơm nước vào các kiểu thôi. Để thử cái bóng bự là chơi nó có phê hay không. Kết quả là nó bự thì nó bơm được nhiều nước hơn bóng thường nha các bạn. Trong nhà mình còn mấy cái, có thể lần sau mình sẽ chơi bơm hí heli vào để cho nó bay lên là bóng bóng bay khổng lồ các bạn. Thử coi sẽ như thế nào nha. Bạn nào thích video này hãy nhấn like, chia sẻ cũng như bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình làm những clip khác. Tạm biệt các bạn. Bây giờ mình sẽ đi phát bánh trung thu.